Thưa quý vị và các bạn, những làn điệu chèo mẫu qua sàng lọc còn lưu giữ đến ngày nay đã trở thành tài sản quý giá của dân tộc. Nghệ thuật chèo rất phong phú, ở từng làn điệu đều hàm chứa những cung bậc tình cảm của đời sống văn hóa dân gian, thấm đậm chất liệu cổ truyền, độc đáo và đa dạng. Chương trình Dạy Hát Chèo lần trước, chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị và các bạn làn điệu Lấy Lơ và điệu Đảo Liễu. Chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với điệu Sa Lệch Chênh, trích trong vở chèo Lưu Bình Dương Lễ, lời cổ qua phần truyền giảng của nghệ sĩ nhân dân Văn Mờn. Trước khi vào phần học hát hôm nay, nghệ sĩ Mộc Miên và nghệ sĩ Mạnh Hà gửi tới quý vị và các bạn điệu Sa Lệch Chênh, lời cổ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chiều tà lỡ chuyến sang ngang, câu thơ đáng giá nghìn vàng cũng nên. Kìa, nàng để ý nhìn xem, ông trai đầu bạc ghé thuyền ái ân. Tóc cụ bạc như cước, da cụ đỏ như bồ quân. Hôm nay mới thực, cõi trần gặp tiên. Tưởng đâu lạc chốn đào nguyên, nhưng hương gì ngộ thiên. Thưa quý vị và các bạn, giờ học hát hôm nay chúng ta sẽ đến với làn điệu Sa Lệch Chênh, lời cổ, trích trong vở chèo Lưu Bình Dương Lễ. Cái bài hát này là chỉ có chỗ mở, chỗ thân bài và chỗ nhắc lại thôi, không có chỗ mở đâu. Tính chất của nó lưu luyến, nhớ nhung, yêu mến, đôi khi ghen tuông và buồn thảm cũng có. Đây nó là một cái loại làn điệu có thể nói là rất là đa dùng cho tất cả các vở mà như các em sau này sẽ biết rằng là hầu hết các vở diễn của chúng ta, nhất là những vở hiện đại, thì coi như vở nào cũng có Sa Lệch Chênh. Cái chức năng là nó đơn ca, và khi nào mà thật cần thiết thì người ta sẽ dùng cái phần xếp gọi là Sa Lệch Chênh chuyển xếp. Còn ở đây là chúng ta chỉ học có Sa Lệch Chênh không thôi. Và khi chúng ta hát lên, bên cạnh những lời thơ, chúng ta có những tiếng đệm là y a ới thời này, vân vân. Và cái tính chất thì các em đã nghe, nhưng mà do cái tính chất rất đa dụng của nó, cho nên là có khi các em sẽ thấy rằng người ta hát rất vui như cái lời thơ này, và cũng có thể hát rất buồn như là cái lời thơ bạc nó chả vừa thôi, ai đem lạng vàng sánh với bạc nó chả vừa thôi. Cái tình duyên nó chắc trở như thế thì cũng là thơ lục bát, nhưng người ta lại phải hát chậm và nhấn chữ cho nó bộc lộ được cái sự tha thiết mong nhớ đấy. Thì cái làn điệu Sa Lệch Chênh của chúng ta nói về cái mặt tính chất chung là
là nó như vậy. Chúng ta sẽ học từng câu một. Và các em nhìn thấy đây, ở đây có những gạch chân và gạch chéo. Từ đầu đến cuối cả chỗ hát, tất cả đều như thế cả. Gạch chân tức là nhịp nội, nội là trong. Cho nên tiếng ngõ này đập vào cái chữ này. Còn đây, gạch chéo là nhịp ngoại. Thì khi nhịp ngoại đã kêu rồi thì mới hát cái chữ nào đây? Các em hiểu không nào? Tất cả những chữ ở trước và sau của gạch chéo đều là gọi là nhịp ngoại. Nó là ở nhịp ngoại. Đấy. Thì từ đầu tới cuối các bài hát, tất cả các làn điệu chèo không có cái nhịp nào ngoài cái nội và ngoại cả. Có điều là có khi nhanh thì dành cho những làn điệu vui, chậm, lê thê thì dùng cho những làn điệu buồn. Đấy. Bây giờ chúng ta các em nghe tôi hát một lần cái làn điệu này. Lạc chốn đào nguyên đi ơi nào ý, nào tưởng đâu thế mà ta lạc đi chốn đào nguyên chứ mình thì hương mà kỳ ngộ ý. Ơi ơi a mang để thiên duyên chứ thiên duyên sánh bày ơi cũng nhờ ơn chữ tay thời ông y nguyệt kéo xe y dây bây giờ chúng ta học từng đoạn một nhé. Các em nghe này, nghe tôi hát trước này. Lạc chốn đào nguyên đi ơi nào ý, nào tưởng đâu thế mà ta lạc y chốn đào nguyên chứ nghinh y hương mà kỳ ngộ y. 2, 1 Lạc chốn đào nguyên đi ơi nào ý, nào tưởng hát lại này. 2, 1 Lạc chốn đào nguyên đi ơi nào ý, nào tưởng đâu thế mà ta lạc đi chốn đi đào nguyên chứ mình đi thời hương mà kỳ ngộ. Cảm ơn, các em học rất nhanh. Hát tiếp nhé. Ơi ơi a mang để thiên duyên chứ thiên duyên sánh bày ta đây đây nhá. Ơi 2, 1 ơi ơi a mang để thiên duyên chứ thiên duyên sánh bày 1, 2, 2 lại ơi ơi tiếp ơi cũng nhờ ơn chữ tay thời ông y nguyệt khéo xe hì dây y 1, 2 ơi cũng nhờ ơn chữ tay thời ông y nguyệt khéo xe hì lại nha. Lạc chốn đào nguyên 2, 1 lạc chốn đào nguyên đi ơi nào ý, nào tưởng đâu thế mà ta lạc đi chốn đi đào nguyên chứ mình nghỉ hương mà kỳ ngộ ý. Ơi
ơn chữ tay thời ông Huy Nguyệt kéo xe đi dây. Cảm ơn các em hát rất tốt. Bàn đằng sau các em hát một lần. Sau đến Lưu Không thì bàn đằng trước hát nhé. Bây giờ bàn đằng sau đứng dậy. Lạc chốn đào nguyên 2-1. Lạc chốn đào nguyên đi ơi nào ý. Nào tưởng đâu thế mà ta lạc đi chốn đi. Đào nguyên chứ minh đi hương mà vì ngồi. Ôi tất cả chúng ta hát một lần xong ta chuyển sang tổ thứ hai nhá. Lạc chốn đào nguyên 2-1. Lạc chốn đào nguyên đi ơi nào ý. Nào tưởng đâu thế mà ta lạc đi chốn đi đào. Ơi cũng đi cũng nhờ ơn chữ tay thời ông Huy Nguyệt kéo xe đi dây. Bây giờ các em học sang chỗ thứ hai nhé. Cao độ và nhịp vẫn như chỗ thứ nhất. Đấy, chỗ này là chỗ nhắc lại mà. Nhắc lại thì giống như chỗ đầu. Mừng ông ơi Nguyệt mà xe dây. Ơi cũng y cũng nhờ ơn chữ tay ông y Nguyệt khéo xe dây khéo là ý đưa cô nàng ý đến ý. Ơi ơi ý à mang để chốn này chứ chốn ý này với ta ý. Đấy. Mừng ông ơi Nguyệt mà xe dây 2-1. Mừng ông ơi Nguyệt mà xe dây. Ơi cũng đi cũng nhờ ơn chữ tay thời ông Huy Nguyệt kéo xe dây kéo là đi đưa cô nàng đến đi. Rất tốt, các em hát lại cố gắng hát cho đều nhá. Mừng ông 2-1. Mừng ông ơi Nguyệt ngày mà xe dây. Ơi cũng nhờ ơn chưa
tay thời ông Lý Nguyệt, khéo xe dày khéo là đi đường cô nàng đến. Cái này ơi ơi a mà để chốn này chứ chốn này với ta ơi thuyền kia thuyền ai đấy ai đã ghé bên bờ tắt từ đầu đến đây luôn nhá. Mừng ông hai một. Mừng ông ơi nguyệt vì mà xe dây ơi cũng đi nhờ ơn chữ tay thời ông đi nguyệt kéo xe dây kéo là đi đưa cô nàng đến đi ơi ơi đi à mà để chốn này đến chốn này với ta ơi thuyền bây giờ thấy là các em hát thì là khá là chắc nhịp và thuộc lời, nhưng có điều là về mặt không khí của cái bài hát này là cái bài hát mà anh chàng Lưu Bình anh ấy được lấy một người vợ trên trời dưới xuống, cho nên anh rất vui, cho nên tất cả chúng ta phải hát vui lên nhé. Hát lại này, hát lại chùm một chỗ nữa đó, chúng ta chuyển sang thứ ba. Mừng ông ơi ba xe dây ơi cũng quý nhờ ơn chữ tay thời ông Lý Nguyệt kéo xe dây kéo là đi đưa cô nàng đến đi ơi ơi à mà để chốn này đến chốn này với ta ơi tốt. Bây giờ chúng ta vì thời lượng có hạn cho nên chúng ta chuyển sang thứ ba. Thời là đã ghé mà bên bờ kia là thuyền. Thuyền ai đấy ai đã ghé bên đi bờ chưa đón người tài tử ơi ơi a à mà để cùng là chứ cùng là giai nhân ơi tình ta thời trong y giá chẳng y ngần chúng ta lại có nhạc điện nhá. Bàn trước đứng lên hát tuổi thứ ba. Nghe đàn vào.
Như vậy là tất cả các em đã đi qua ba chỗ hát Sa Lệ Chinh. Bây giờ tất cả chúng ta cùng hát một lần cả ba chỗ và coi như chúng ta sẽ kết thúc cái bài hát này ở đây. Mời các em dậy. Lạc chốn đào nguyên 2-1. Lạc chốn đào nguyên đi ơi nào đi nào tưởng đâu thế mà ta lạc đi chốn đi đào nguyên chữ mình về hương mà tìm mối ơi ơi à mà để thiên duyên chữ thiên duyên xanh mày tất cả các em. Thưa quý vị và các bạn, qua làn điệu Sa Lệch Chênh mà nghệ sĩ nhân dân Văn Mờn vừa truyền đạt tới quý vị và các bạn, hy vọng quý vị và các bạn biết thêm về làn điệu chèo này. Trước khi khép lại chương trình hôm nay, chúng ta cùng xem lại làn điệu này một lần nữa qua phần thể hiện của hai nghệ sĩ Mộc Miên và Mạnh Hà, nhà hát chèo Thái Bình. Chiều tà lỡ chuyến sang ngang,
câu thơ đáng giá nghìn vàng cũng nên. Kìa, nàng để ý nhìn xem, ông trai đầu bạc ghé thuyền ái ân, tóc cụ bạc như cước, da cụ đỏ như bồ quân, hôm nay mới thực cõi trần gặp tiên. Tường đâu lạc chốn đào nguyên, linh hương kỳ ngộ, thiên duyên xanh bầy. Lạc chốn đào nguyên đi ơi đào nguyên, tường đâu thế mà ta lại chốn đi đào nguyên, thương đời ngô mà kỳ ngộ. Ông ơi, nguyệt mà xe đây.